Chào mọi người, đây là chùa Giác Hải, xung quanh là nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào ban đêm. Và bây giờ là cũng là ban đêm rồi, chứ không còn là buổi chiều nữa. Cũng gần 7 giờ rưỡi tối rồi. Mà thấy ở ngoài chùa này rất là vắng. Có một cái cô đang quét rác nè. Nhiều người hỏi, ủa sao trời tối nhưng mà sao bầu trời sáng vậy? Có vẻ như là trời sắp mưa hay sao á. Gió nhiều và mây nó cũng màu hồng. Nó với lại một phần nữa là do cái điện thoại này, cái khẩu độ nó thấp á, nên là nó thu sáng được chiều. Có một người bước từ trong nghĩa trang đi ra rất là ghê. Đây là khu nghĩa trang nè, vòng những cái khu mộ. Có những người, đây là tượng Phật. Đó, cảnh chùa. Buổi chiều thì chùa mở cửa nha, mọi người có thể vào trong viếng chùa được. Nó mới từ trong khu mộ đi ra, hay thiệt luôn. Trời tối như vậy thì nè, vòng vòng xung quanh là những cái khu mộ thôi. Ở phía dưới thì có bàn thờ. Cái điện thoại này nó lấy nét buổi tối không có được tốt nha. Xung quanh là những cái phần mộ nữa không? Ở ngoài là đường Bình Long á, người ta vẫn đang chạy bình thường. Không biết mở đèn flash lên được không? Ok, mở flash lên được. Đó, đây là bệ thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó, tắt flash là tối thui luôn. Đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa về đêm. Cái này chỉ là một góc ở nghĩa trang này thôi, chứ không phải là hầu hết. Tắt flash đi. Mình sẽ đi một vòng chùa nha. Có mấy người đang thắp nhang nè. Ở phía dưới kia cũng là mấy cái phần mộ. Thấy người ta thắp đèn cầy ở phía dưới không? Đó, cổng chùa Giác Hải nè. Nơi chánh điện thì cũng sáng do là có đèn. Còn ở phía bên trong nghĩa trang hai bên đó, nè, cái khu lúc nãy mình vào. Thấy không? Tối hù à. Lúc nãy mình có quay tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát á, có mấy cái đèn cầy người ta thắp ở trong á, vô sâu luôn. Đây là chùa Giác Hải. Đó, buổi tối có mấy người họ ra đèn, họ thắp nhang, họ cầu nguyện. Vào có máy bay nữa, còn máy bay nó bay ở trên trời á, không có quay được. Nó có vài người họ ngồi họ cầu nguyện. Cầu nguyện may mắn cho người thân, cho gia đình. Ở phía ngoài đây cũng là mấy cái ngôi mộ nữa. Mà có một vài cái ngôi mộ bị bóc vỡ lên rồi. Mình có quay một cái clip trước á, thì mọi người có thể xem ở trên, vô trong cái kênh của mình đó. Có nhiều clip về cái khu nấp. Còn bây giờ buổi tối thì quay cũng không thấy gì. Đó, ở dưới là cũng là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi người ta có thắp đèn cầy thôi. Công nhận gió lạnh thiệt luôn á. Sẽ đi một vòng quanh cái chùa.
không? Đây là cảnh chùa về đêm, chùa Giác Hải về đêm. Đẹp ha. Nó ở phía bên trong cũng có nhà của người ta ở trong. Có người chạy vào ở phía tu ở trong. Rất là sâu. Cái chùa này thì buổi chiều mới mở cửa. Đây là cái chùa nè. Thấy hoành tráng không? Trong chùa. Nhưng mà ở đây nó bị cái tán cây nó che rồi, không có thấy máy bay được. Có vài, đây là chùa Giác Hải, có vài người đang quét dọn lá đa, đang quét dọn lá ở chùa. Đó, ở bên đó là nguyên một cái khu nghĩa địa luôn á. Tới thôi à, bây giờ vô trong đó quay cũng không thấy nữa. Nhưng mà thật sự buổi sáng đi thì không có cái cảm giác gì nha. Nhưng mà buổi tối đi á thì cái cảm giác nó hơi là lạnh thiệt á. Nhất là khi mọi người thấy nó, gió thổi á, lá cây nó xào xạc á. Cũng hơi rần rợ một xíu. Ở phía dưới á. Ôi, tiếng chuông chùa đã điểm, không biết tiếng chuông chùa chỗ nào luôn á. Chắc là ở phía đằng trước chùa Giác Hải nè. Đó, cái chùa đó đó. Thấy cái chùa đó không? Ở phía bên trong thì có mấy người ngồi. Có một ông mặc đồ thường thì không có cho quay. Thế là em ơi đừng có quay, thông cảm nha. Thế là mình không quay nữa. Bên đây là một cái khu mộ khác. Ở phía bên dưới là có thờ. Để mình mở đèn flash lên nó sẽ sáng hơn, chứ thực sự ra thì bây giờ là quá tối. Tối quá. Ở trên đó là có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, ở đây là có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tối hù à. Có người thắp đèn trên mấy ngôi mộ nè. Có thể thấy máy bay được luôn á. Thấy máy bay chớp chớp ở phía đằng kia không? Đó, nó chớp chớp đó.
khe là đã xong. Gió hôm nay rất là nhiều luôn. Sài Gòn thì sau khi mà trải qua những cái ngày mà nắng nóng á, thì bây giờ là có vẻ như là một thời gian ngắn đó thôi, trời sẽ bắt đầu bước vào mùa mưa. Buổi tối hôm nay thì nó dịu mát hơn tối những cái ngày trước. Nhưng mà thật sự luôn á, bây giờ cũng chưa có khuya gì mấy, chỉ mới quanh quẩn đâu đó 8 giờ thôi. Nhưng mà mình khi mà bước chân vào đây, thật sự ra thì do là ở đây là một cái khu, cái bãi đất trống mà, một cái khu nghĩa địa, nên không khí ở trong đây nó khá là lạnh đó. Với lại phần xung quanh nè, những cái cây á, gió thổi xào xạc, gió nó rít á. Đôi lúc thì thần hồn nát thần tính, mình suy nghĩ ra những cái chuyện mà nếu như mà giải thích theo khoa học đó là một cái chuyện hoang đường. Mà thật sự ra thì nếu như mà đi vào trong những cái khu nghĩa trang này á vào ban đêm á, phải nói là những người rất là dũng cảm. Riêng bản thân mình thì mình chỉ mới bước đi xung quanh sơ sơ thôi, còn đi vô sâu hơn nữa thì thật sự ra thì cũng không có đủ can đảm gì mấy. Mặc dù là mình biết là mình vô mình cũng không có ý đồ gì đen tối, nhưng mà thật sự ra thì bước vào nơi của những cái khu mộ này thật sự ra thì hơi bị lạnh gáy đó. Thì đây là chùa Giác Hải, thì mình đã quay xong rồi, tiếc là mình không có vô chùa mình quay được. Đó là mình chỉ đứng ở ngoài sân là mình quay hai cái bức tượng nè, hai cái bức tượng Phật bự á, Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, lại Bồ Tát ở gì với lại Phật Thích Ca. Còn nếu như mà đi vô trong chùa Giác Hải luôn á, chùa Giác Hải thì buổi sáng không có mở cửa nha, chỉ có buổi tối thì mình mới thấy mở cửa thôi. Mình mới đi lại gần cái cổng chùa ở tuốt ở dưới á, mình mới vừa lia cái camera vô quay, quay chưa được cái gì á, quay chưa được 5 giây nữa là có một cái ông đó, ông ra ông nhắc nhở là không có được quay phim ở trong chùa, chùa không có đồng ý cho quay. Nên là thôi, mặc dù là cũng không có quy định nào là cấm không cho quay phim ở trong chùa, nhưng mà người ta nói vậy thôi, mình vẫn tôn trọng những người đó, mình không có quay nữa. Nhưng mà thật sự ra trong chùa cũng không có gì để quay hết á, chỉ là có mấy cái bức tượng Phật thôi. Còn view ở đây thì thật sự ra thì quá đẹp rồi, xung quanh là màu mã không à, đó với lại có hai cái bức tượng á ở giữa chùa rất là đẹp luôn, tượng lớn lắm, tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm với lại Phật Thích Ca rất là lớn luôn. Cái chùa Giác Hải đó, cái kiến trúc cũng rất là đẹp, nó xây những cái bức tượng mà bề ngoài của chùa rất là đẹp, còn ở phía bên trong thì mình chưa có vô, mình chưa có biết. Nhưng mà thật sự ra những cái phù điêu ở trên xung quanh chùa rất là đẹp. Thì mọi người muốn ra đây thì có thể search địa chỉ nè, chùa Giác Hải là sẽ ra được cái khu này, xung quanh đó là nghĩa trang. Nghĩa trang thì buổi tối không có ai hết, làm như có nhà sư ở trong chùa đi ra hai bên nghĩa địa nè, đó đi ra hai bên đó, đi ra cái khu này để thắp nến lên. Ở phía bên kia cũng vậy nữa đó, thấy nến lung linh ở phía bên trong không, là có người thắp á. Đi sâu tuốt vào ở phía bên trong nữa là cũng có nhà người ta ở đó. Vậy thôi, mọi người đã đi tham quan xong nghĩa trang khu chùa Giác Hải vào buổi tối rồi. Đây là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khu nghĩa trang này là nghĩa trang Đông Quan, với cái biển hiệu là năm 1970. Bước vào ở phía bên trong thì mọi người sẽ thấy được một cái am thờ đó, cái am thờ. Ồ, trước khi mà bước vào đó là có một cái tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đây nè. Thấy gió rất là nhiều luôn. Bây giờ là đâu đó cũng gần 8 giờ tối rồi. Đó, tượng của Quan Thế Địa Tạng Vương Bồ Tát đây. Rất là vắng luôn. Ở phía đằng đó là bị san phẳng hết trơn rồi. Có mấy cái phần mộ ở đây nè. Mà trước khi vào thì có một cái nơi thờ. Nó có một cái nơi thờ. Thờ rất là nhiều những cái vị ở đây luôn. Chủ yếu là có thờ cái này giống như thờ mẫu,
Bức tượng này giống là thờ mẫu vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm nè, rất là nhiều tượng Bồ Tát Quan Thế Âm luôn, không, không Bồ Tát Quan Thế Âm, có đèn, có nhang, đèn, nếu mà muốn thắp nhang thì mọi người thắp, lấy nữa mình quay xong thì mình sẽ thắp nhang. Ở dưới này thì có tượng thần tài với thổ địa nè, rất là nhiều luôn. Biết vì sao mà nhiều như vậy không? Có những gia đình đó họ không thờ nữa đó, thay vì mà họ không thể nào vứt được thì họ sẽ đem ra những cái ngôi đình ngôi miếu nào đó họ để lại. Ở phía bên trên là có Phật Thích Ca ở trên, phía bên này là thờ ông Hoàng Mười. Lâu lâu nhưng mà có xe chạy qua chạy lại nha, vẫn có người sống ở trong cái khu nghĩa trang này, vẫn có xe chạy qua chạy lại. Đó, đây là khu nghĩa trang nè. Buổi tối á, thì do là ánh sáng kém, có thể là mình đi mình sẽ dẫm phải kim tiêm. Ở ngoài đây rất là nhiều kim tiêm luôn, có bông trắng bóc, không biết bông bông gì ta. Đây là những cái khu mộ nè, ở phía đằng kia thì bị san phẳng hết rồi. Bây giờ là gần 8 giờ tối rồi, nhưng mà mọi người có thể thấy được là do là cái điện thoại này á, nó thu sáng cũng tốt nên là nhìn không có giống như 8 giờ tối cho lắm. Ở đây là những cái phần mộ bị đào lên nè, phía đằng sau cái điện thờ là những cái ngôi mộ này thì chưa có được di dời đi, có vài cái ngôi mộ được di dời, người thân đó, họ di dời đi á. Có những cái phần mộ nè, thẳng tắp luôn. Mấy lần trước ra rất là nhiều, ngập tràn những cái phần mộ luôn, còn bây giờ ra nè, thẳng tắp luôn, bị san phẳng mũi phẳng hết rồi, rất là vắng luôn mọi người ạ. Rất là vắng luôn á. Không, cái nơi này sáng nhất á, là cái điện thờ này đó, cái điện thờ rất là sáng. Đây là xung quanh nè, có mấy cái phần mộ. Gió nhiều ghê luôn. Mấy hôm nay thì hôm nay trời đỡ nắng hơn, trời đỡ nóng hơn là những cái ngày trước. Tuy vẫn nắng rất gắt nhưng mà buổi tối thì giờ này á, nó thoáng, nó dịu hơn những cái ngày trước rồi. Đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tự nhiên ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa ban đêm có con chó nó sủa quá trời luôn nè, nó leo lên trên cái bục, nó leo lên trên cái phần mộ nó sủa luôn nè. Có một ông chú mới ra nè, đó thấy không, nó sủa quá trời luôn. Không biết con chó hoang hay chó nhà ai mà nó leo lên trên phần mộ nó sủa quá trời luôn. Buổi tối thật sự ra thì nó hơi rợn ha. Chó sủa ban đêm thì nghe đã rất là ghê rồi, còn cái này nó đứng ở trên mộ mà nó sủa nữa, nó sủa khí thế luôn. Bạn của nó tuốt ở phía đằng kia cũng sủa nữa, mà mình thấy cái con chó này. Như kiểu là nó nhìn vô trong hư không mà nó sủa, không biết nó sủa về vì cái vấn đề gì, có thể nó sủa do mình là người lạ,
hoặc là do nó thấy một cái gì đó không biết. Đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa, xung quanh là nghĩa trang Bình Hưng Hòa đây, đúng không? Đó, xung quanh là nghĩa trang Bình Hưng Hòa nè, cây nè, gió lắc quá trời, nó vẫn đứng nó sủa, tha hồ sủa luôn, gió thổi rì rào, cây xào xạc, chó sủa gâu gâu, nó phóng lên trên cái phần mộ mà nó sủa luôn á, nó đang đứng ở trên cái ngôi mộ. Nè, cái chỗ nó đứng nè, không, là cái phần mộ đó. Sủa khí thế luôn, không ai làm gì nó cũng sủa. Ở phía đằng dưới là quá trời những cái ngôi mộ luôn, vì đây là nghĩa trang Bình Hưng Hòa mà. Đây là đường chạy ở trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, vừa chạy vừa cầm điện thoại cũng rất là ghê, mà sẽ quay cho mọi người xem được cái con đường ở phía bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào ban đêm. Bây giờ là cũng gần 8 giờ tối rồi, có mấy con chó nè, nó xung quanh toàn là những cái phần, những cái khu mộ rất nhiều. Rồi tới đây là ra ngoài đường lộ rồi. Đây là ở phía đằng đó là cái lối vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thấy cái chỗ mà đèn đỏ nó chớp chớp á, mình cũng không biết là cái gì, giống như là cái chốt bảo vệ vậy á. Đây là xung quanh nè, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đây. Buổi tối, đối diện đây là cái hồ câu cá. Hồ câu cá, nghĩa trang. Buổi sáng thì chỗ này nó bán cà phê, với lại có rất là nhiều cần thủ họ ra đây, họ ngồi, họ câu cá. Còn bây giờ ban đêm, bây giờ là cũng gần 8 giờ rồi. Mình thấy làm như cũng không biết còn bán cà phê hay không. Tại vì hết bán cà phê rồi phải. Mà bây giờ cũng không còn ai câu cá, bởi vì bây giờ cũng đâu có thấy đường đâu mà câu. Cái lối đó là cái lối vào trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó, cái khu mà mình đang quay nè. Đó, lúc trước rất là nhiều những cái phần mộ, bây giờ bị san phẳng hết rồi. Giờ còn giống như là một cái bãi đất trống thôi, ngổn ngang xi măng đất cát. Phía bên này nè, vẫn còn nhiều cái phần mộ, nhưng mà vẫn đang được người thân của họ di dời đi. Mấy ông già cũng đang đào mộ bốc cốt á, di dời đi chỗ khác. Hồ câu cá Bình Hưng Hòa. Nếu mà muốn ra đây á, thì mọi người có thể search là hồ câu cá nghĩa địa. Nó nằm ở trên đường Bình Long thôi. Để zoom lại gần ha.
đó, có mấy người đang uống cà phê đó, nhưng mà giờ cũng không có câu cá, giờ đâu có thấy đường đâu mà câu. Chứ buổi sáng á, hay buổi trưa trưa á, cũng khá là nhiều người á, họ ngồi dọc theo mấy cái thành hồ á, họ bắt cái ghế rồi họ ngồi thả cần câu, câu được mấy con cá trê à, cá trê, cá lóc, cá chép gì đó. Đây là hồ nước nè, buổi tối đó có con cá nó bơi kìa, thấy không, nó động nước đó, là mấy con cá nó đang bơi đó. Ở ngoài đó là đường Bình Long, vẫn có xe chạy ra chạy vào cái khu nghĩa trang này. Bây giờ thì cái khu này có nhiều đèn, chứ khoảng 10 năm trước á, chạy vào trong đây á, hầu như là không có đèn. 10 năm trước thì mình chưa có chạy ra cái nghĩa trang này, nhưng mà mình thấy có nhiều video clip người ta đăng lên á, trong này tối thui à. Còn bây giờ thì có đèn đường, đèn điện này kia cũng nhiều, nhưng mà khuya mà chạy vô trong đây thì cũng hơi rờn rợn xíu. Con người mà đó không đó, đây là toàn cảnh cái hồ nè. Gần 8 giờ tối thì có mấy người ngồi uống nước, leo que vài người à, chứ không có câu cá giờ này nữa. Ồ, máy bay kìa, thấy máy bay không đó. Ồ, nghe tiếng máy bay ồ ồ luôn, động cơ máy bay rất là lớn. Đó, có xe đang chạy ra nữa nè, thấy không, đèn xe đang chạy ra đó. Họ chạy ra, ồ, xe ráp, xe chạy vô, xe chạy ra. Chào mọi người, đây là chùa Giác Hải, xung quanh là nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào ban đêm. Và bây giờ là cũng là ban đêm rồi, chứ không còn là buổi chiều nữa. Cũng gần 7 giờ rưỡi tối rồi. Và thấy ở ngoài chùa này rất là vắng. Có một cái cô đang quét rác nè. Nhiều người hỏi, ủa sao trời tối nhưng mà sao bầu trời sáng vậy? Có vẻ như là trời sắp mưa hay sao á, gió nhiều và mây nó cũng màu hồng. Nó với lại một phần nữa là do cái điện thoại này, cái khẩu độ nó thấp á, nên là nó thu sáng được chiều. Có một người bước từ trong nghĩa trang đi ra rất là ghê. Đây là khu nghĩa trang nè, vòng những cái khu mộ. Có những người, đây là tượng Phật đó, cảnh chùa. Buổi chiều thì chùa mở cửa nha, mọi người có thể vào trong viếng chùa được. Đó, có ông nó mới từ trong khu mộ đi ra, hay thì cũng trời tối như vậy thì nè, vòng vòng xung quanh là những cái khu mộ thôi. Ở phía dưới thì có bàn thờ. Cái điện thoại này nó lấy nét buổi tối không có được tốt nha. Đó, xung quanh là những cái phần mộ nữa không. Ở ngoài là đường Bình Long á, người ta vẫn đang chạy bình thường. Không biết mở đèn flash lên được không. Ok, mở flash lên được. Đó, đây là bệ thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó, tắt flash là tối thui luôn. Đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa về đêm
Cái này chỉ là một góc ở nghĩa tre này thôi, chứ không phải là hầu hết. Tắt flash đi, mình sẽ đi một vòng chùa nha. Có mấy người đang thắp nhang nè. Ở phía dưới kia cũng là mấy cái phần mộ, thấy người ta thắp đèn kệ ở phía dưới không? Đó, cổng chùa Giác Hải nè. Nơi chánh điện thì cũng sáng do là có đèn. Còn ở phía bên trong nghĩa trang hai bên đó, nè, cái khu lúc nãy mình vào à. Thấy không? Tới hù à. Lúc nãy mình có quay tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát á, có mấy cái đèn kèn người ta thắp ở trong á, vô sâu luôn. Đây là chùa Giác Hải. Đó, buổi tối có mấy người họ ra đây họ thắp nhang, họ cầu nguyện. Vào có máy bay nữa, còn máy bay nó bay ở trên trời á, không có quay được. Có vài người họ ngồi họ cầu nguyện, cầu nguyện may mắn cho người thân, cho gia đình. Ở phía ngoài đây cũng là mấy cái ngôi mộ nữa, mà có một vài cái ngôi mộ bị bóc vỡ lên rồi. Mình có quay một cái clip trước á, thì mọi người có thể xem ở trên, vô trong cái kênh của mình đó, có nhiều clip về cái khu nấp. Còn bây giờ buổi tối thì quay cũng không thấy gì. Đó, ở dưới là cũng là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi người ta có thắp đèn cầy thôi. Công nhận gió lạnh thiệt luôn á. Sẽ đi một vòng quanh cái chùa. Thấy không, đây là cảnh chùa về đêm, chùa Giác Hải về đêm. Đẹp ha. Nó ở phía bên trong cũng có nhà của người ta ở trong, có người chạy vào ở phía tu cái trong rất là sâu. Cái chùa này thì buổi chiều mới mở cửa. Đây là cái chùa nè, thấy hoành tráng không? Trong chùa